Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 3. Ông ta nhanh hơn cả gió. Mình không thể đấu lại ông ta. Ông ta không phải là con người. Ngươi là ai vậy? Mau đi thôi. Đúng là đồ ngu. Quân hộ tống sẽ tới nhanh thôi. Thần sẽ kéo dài thời gian. Xin ngài hãy nhanh chóng chạy đi. Ông ấy tới là để giúp ta. Ngươi bỏ kiếm xuống đi. Ta đã cho bọn chúng cơ hội được sống, nhưng không ngờ chúng lại dám chĩa mũi kiếm vào ta. Chúng cũng ngu ngốc như tên hoàng thượng mà chúng đã phục vụ. Ta nghĩ rằng món mồi tiếp theo có lẽ sẽ là thế tử của người đó. Ta đã cho hắn biết được sự tồn tại của ta hơn 3 tháng rồi mà hắn vẫn chưa đến gặp ta. Hắn không có ý định quy thuận ta. Ồ, vị thế tử phải cần thêm chút thời gian để chấp nhận phục tùng ngài. Xin ngài hãy bớt giận. 200 năm trước thì vương quốc Koryo sắp bị sụp đổ thì tổ tiên của ngươi đã tới gặp ta. Nhờ sức mạnh của ta mà ông ta mới có thể lập quốc và đăng cơ. Ông ta còn dám đảm bảo rằng các thế hệ sau của mình sẽ mãi mãi phục tùng dưới chân của ta. Ta đã tiêu diệt tất cả những kẻ chống lại tổ tiên của ngươi để vương quốc này được lập nên. Chính ta lập nên vương quốc này. Ta mới là vua. Hắn ta luôn sống ẩn mình ở trong cung điện, khống chế hoàng thượng để hắn uống máu người sống. Hắn là ma cà rồng. Vậy tức là các phi tần cũng đã bị hắn sát hại sao? Hắn là quỷ. Trước khi lập vua kế vị, để có được sự phục tùng của hoàng thất, hắn đã chiếm hữu các cung tần của vua, để bắt vua kế vị phải phục tùng. Ông có vai trò gì trong chuyện này? Nhìn ánh mắt của ngươi, ta nghĩ ngươi biết rồi. Ta cũng là
ma cà rồng. Có điều ta tồn tại là để trừng trị những ma cà rồng phạm luật như hắn. Ta là thợ săn. Vậy tại sao ông chỉ ngồi đó mà nhìn hắn lộng hành như vậy chứ? Bởi vì chính con người đã gọi quỷ tới, cho nên cũng chỉ có con người mới có thể đuổi được hắn đi thôi. Ta không thể nào giúp được một vị vua không hề có ý chí và bị mờ mắt bởi quyền lực mà tên quỷ đó mang lại. Ngươi dừng lại đi. Vì muốn giúp chúng ta mà ông ấy đã chuẩn bị kế sách diệt quỷ suốt 200 năm qua. Đúng là loạn thế xuất anh hùng mà. Người đang ngồi đây không phải là Trí Dũng Song Toàn đó sao? Hắn đã truyền gọi ta rồi. Ta sợ rằng chúng ta đã hết thời gian. Vậy kế sách của ông là gì đây? Rốt cuộc là sao hả Thế Tử? Ngài biết gì về kế sách đó vậy? 2 ngày nữa sẽ có hiện tượng trăng máu khiến năng lực của quỷ tạm thời suy yếu. Lúc đó các ngươi hãy quay lại đây. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiêu diệt quỷ. Ngươi đã hối hận khi đề nghị ta nói cho ngươi biết chưa? Nếu ta kế vị Nga Già thì ta cũng phải quỳ gối trước con quỷ đó. Ta không thể nào làm như vậy. Làm sao một vị vua quy thuận Ma Cà Rồng lại có thể xây dựng đất nước được kia chứ? Sao có thể nói với con của mình rằng ta đã quy thuận Ma Cà Rồng, con cũng nên làm như vậy? Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Thứ lỗi gì đã kể cho ngươi nghe trước lễ thành thân của ngươi, ta thật sự cũng không muốn nói ra với ngươi đâu. Song Dương à, ta thật lòng muốn tạo dựng một thế giới tràn ngập niềm hy vọng. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Khi thần được 9 tuổi thì ngài đã nói câu đó với thần. Không bao giờ thần quên được mong muốn tạo ra một thế giới chỉ tràn đầy niềm hy vọng thay vì tiền tài. Hay là ngài dùng quyền lực để chèn ép người dân? Ngài đã truyền cảm hứng cho thần để thần ra ngoài tìm tòi đọc sách. Chính là ngài đã mở ra những chân trời mới để thần có cơ hội được khám phá mọi thứ. Ta đã ghi lại chi tiết kế sách tiêu diệt quỷ trong sổ ghi chép của ta. Nếu lỡ như ta mà xảy ra chuyện gì thì cuốn sổ ghi chép đó sẽ được chuyển cho ngươi. Ngươi phải thay ta tiêu diệt hắn. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu Điện Hạ. Thần sẽ dùng cả tính mạng của mình để có thể bảo vệ cho Điện Hạ an toàn. Tên quỷ hút máu yếu ớt không có sức lực như ông mà đòi làm thợ săn hả? Được rồi, cái sách tiêu diệt ta đang ở đâu hả? Sao là sư phụ? Lâu rồi không gặp ngươi. Rõ ràng là ta đã giết chết ông 200 năm trước rồi kìa mà.